Vâng, xin chào tất cả quý khách hàng của kênh Xưởng Gỗ Giá Gốc và Đồ Gỗ Thiên Phú. Hiện tại thì em Biên đang có mặt ở tại xưởng sản xuất mộc của cơ sở bên em. Đây các bạn ở đấy, cái xưởng sản xuất hàng hoàng gia của cơ sở bên em. Rộng là 1.700m2 đây các anh chị đấy, rất là rộng và to. Thì hôm nay em sẽ quay review chi tiết cho mọi người xem đây, cái không gian đây. Tổng động viên của cái xưởng này, cơ sở bên em đang có là 45 người thợ. Đây, đây là chỗ thợ đục đây mọi người, để nhìn thấy đây. Đây tất cả những hàng hoàng gia đẳng cấp của cơ sở bên em. Hàng khách đặt đều được làm bằng tê đây mọi người, để nhìn thấy đây. Trên màn hình đây đều được làm bằng tê 100%, rất là đẹp, đẳng cấp. Đây không gian vô cùng rộng, gỗ rất là nhiều. Đấy cơ sở bên em thì giá thành nó vô cùng hợp lý. Rất nhiều khách hàng nó thắc mắc tại sao cơ sở bên em giá thành nó rất là hợp lý. Thì hiện tại thì cơ sở bên em đang làm 100% là làm từ A đến Z, làm bằng tê, làm thợ làm trực tiếp tại xưởng. Gỗ thì cơ sở bên em nhập tại Nam Phi luôn nha mọi người nhá. Gỗ nhập tại Nam Phi luôn. Nên là giá thành nó rất là rẻ, nhiều khách hàng không hiểu tại sao nó lại đẹp rẻ như thế. Đây đây là hệ thống máy móc của cơ sở bên em là được làm đục phá bằng tê. Đấy, đục phá bằng tê và được sửa lại, đục phá bằng máy và được sửa lại bằng tê các anh chị nhá. Đây đây là hệ thống máy móc, đây mọi người thấy hệ thống máy đục. Đây đục chân. Đây mọi người thấy đây. Tất cả đều là hàng được đục cả chân, cả vét, cả mặt gỗ hoàng gia này, rất là đẹp. Đây là hệ thống máy đục, riêng máy đục bây giờ đã có 8 cái máy rồi các anh chị nhá. Đây bên này. Đây bên này là khu bên cơ sở em là làm bàn và quật với giáp ở bên này, sạch sẽ làm bàn. Đây tiếp theo thì em mời các anh chị đi tham quan ở phía ngoài này. Đây bên này. Đây. Đây bên này là bên dựng phần ngang, nằm ngang nha mọi người nha. Đây tất cả đều hàng hóa ra nguyên khối được dựng nằm ngang ở khu vực bên này. Đấy, rất là rộng rãi thoáng mát thì mới có thể làm được lên những sản phẩm nó đặc cấp như này. Đây đây là bộ hoàng gia nguyên khối gỗ gõ đây mọi người nhìn thấy đây. Đấy, ở đây nó sẽ có cái mặt tràn ở đây nữa. Đây đấy, rất là đẹp, làm đục xong gọt xong thì bắt đầu dựng lên thành bộ. Đây anh chị thấy rất nhiều bộ ghế đang được làm. Đây là hệ thống máy cẩu đây anh chị. Đây hệ thống máy cẩu, đây hàng hoàng gia này rất lặng, phải làm bằng máy cẩu, rất là đẹp và đẳng cấp. Đây ở đây có một bộ hoàng gia gỗ hương đá đây cũng đang được dựng lên đây, rất là đẹp. Đây nguyên khối đây mọi người, đấy tê nguyên khối đây, hoàng gia nguyên khối đây, rất là đẹp. Đây ngoài xa xa kia các anh chị nhìn thấy đây là cái máy để xẻ gỗ, tức là cái gỗ nguyên khối này là cơ sở của em là xẻ tại xưởng luôn, làm tại xưởng luôn, làm từ A đến Z luôn đây, các anh chị rất là đẹp luôn, thợ đục. Đây đây gỗ đây mọi người, rất là nhiều gỗ mưa biển gỗ luôn, làm nhập từ Nam Phi 100%. Đấy vừa đây em quay cho mọi người một vòng xem cái cơ sở bên em. Thì mọi người đây đây là khu làm mộng đây, đây kỹ thuật mộng đang làm mộng đây, đang làm mộng đây. Đây ở bên này là hàng hoàn thiện rồi, đây là hàng hoàn thiện rồi, cơ sở bên em bán lại cho tất cả những khách hàng nào mua về bán cửa hàng hoặc những khách hàng nào trực tiếp sử dụng thì cơ sở bên em đây để sẵn đây cho khách đến xem. Đây vừa rồi em đã giới thiệu toàn bộ cái xưởng sản xuất hoàng gia cho tất cả quý khách hàng xem. Thì mọi người có cái cảm nhận gì về cơ sở này thì hãy comment ở phía dưới video này. Và nhớ hãy ủng hộ cơ sở bên em để cơ sở bên em có thể phát triển mạnh hơn nữa, để phục vụ tất cả quý khách hàng với sứ mệnh là giúp cho tất cả khách hàng đều có sự hài lòng khi sử dụng sản phẩm cơ sở bên em. Còn bây giờ xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video và luôn đồng hành cùng em Biên và Đồ Gỗ Thiên Phú. Còn hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau. Xin chào.